Bye.
Thì đây cũng chỉ có đối giao cảm sẽ là tác động nhãn dịch. Tác động trên đôi mắt và mắt. Cơ bọt mống mắt như đây có cái mô tả để chạy nhẹ lên. Làm to cơ bọt mống mắt cái mắt bị dài cái mắt. Nó mới kê một phần nên mình sẽ tái mống mắt bị thu hẹp lại, con viên nhỏ lại. Và ở đây là cơ nguyên. Điều bước vô cảm là mình sẽ có cái khoảng cách này tăng lên, bóng mắt dẫn ra.
Do nó làm phóng thích adrenaline và tiết tỷ thuận thận.
Tiếp theo thì có một anh ta lấy nữa là Aerolin để cho nó nhập cầu.
Bây giờ mình không biết mùi mà không thích ai cho tim cô đi rồi có ai cho tim
có những cái gì cô cần để mà chọn vào cái sơ hồ sơ và có ra tiêu cô.